Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 2. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5919, 7823, 2891. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9214. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34439, 15103, 42196, 80026, 22552, 92215, 11322. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42862, 14907. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06546. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36946. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 41613. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 41613.